chào mọi người, đây là đường Nguyễn Văn Cừ. Hôm nay là ngày 14 tháng 2. Đó, mọi người thấy là hoa xếp đầy đường luôn. Đây có những cái bồn cây nên là hoa xếp rất là đẹp. Đó, hôm nay là ngày lễ tình yêu. Cừ này là nổi tiếng là con đường hoa luôn nha cô chú anh chị, rất là nhiều hoa, có bán sô cô la, hoa hồng các kiểu luôn. Ai có người yêu là cứ ra đây mua hoa về tặng cho người yêu thôi. Hoa thiệt, hoa giả các loại, nguyên một con đường dài luôn, quá đẹp. Hai chục ngàn một cành bông. Em bé làm bánh mì 20.000 một cành bông nha cô chú anh chị. Còn một bó bông bự thì giá khác. Ở đây sao có trồng sẵn những cái cây này thành cái bàn bán hoa luôn, rất là tiện lợi luôn, khỏi cần quầy kệ gì hết. Đó, bên đây còn tiếp nhiều lắm, 30.000 sô cô la, 70.000. Cái hoa mà có hình con gấu là 30.000, còn cái cành bông không là 20.000. Đó, rất là nhiều luôn. Rồi, quay lại cho cô chú chị xem ở bên đây nữa. Đây còn tiếp. Rồi, bên đây là chiều ngược lại. Chiều ngược lại của đường Nguyễn Văn Cừ. Đây là trước cổng trường Lê Hồng Phong. Đó, 30.000. 30.000 thì có hai cái bông. Còn 20.000 thì có một cái bông. 50.000 thì cái mẫu kim tuyến nó đẹp hơn, có cả thú nhồi bông nữa. Bông hoa hồng lớn thì 30.000, hoa hồng nhỏ thì 20.000. Theo em quan sát thì cái này hình như là hoa giả chứ không phải hoa thiệt nha cô chú anh chị. Có một ít hoa thiệt thôi, còn đa số là hoa giả. Đa số là hoa giả thôi, còn hoa thiệt rất là ít. Tại vì để kiểu này mà nó tươi mà nó đều lắm, mà nó không có cắm nước gì hết là không thấy có cắm nước luôn. Ở đây thì có vài chậu là hoa thiệt nè. Ở chỗ nào có bán hoa thiệt là người ta có những cái bình xịt nước, người ta xịt cho nó tươi. Còn đa số là hoa giả là không có tưới nước. I love you, ok, 30.000 một bó. Rồi, đây có thú nhồi bông nữa nè. Đó, đây bán thú nhồi bông. Thú nhồi bông bỏ vô bao ni lông để cho nó không có bị bụi dơ. Đó, đây được mệnh danh là con đường hoa. Rồi, giờ chúng ta sẽ đi vào chợ Hồ Thị Kỷ cho cô chú chị xem nha. Rồi, chúng ta đã có mặt ở đường Lý Thái Tổ và bên trái của chúng ta là đường Hồ Thị Kỷ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chợ hoa Hồ Thị Kỷ để chúng ta xem tình hình hoa của ngày 14 tháng 2 này như thế nào nha cô chú chị. Hôm nay là ngày lễ tình yêu, cũng là ngày 14 Tết. Đây là những cái bó bông bi nè, bên phải là những bó bông bi. Cây massage, cây gãy lưng,
lông não cây nhíp cả mi cả mắt cả đó, hoa quá đẹp luôn. Phải đang gói lan. Rồi chúng ta đi vô trong nữa để vô khu vực chính của chợ hoa. Rất là đông. Đó. Đó, bây giờ chúng ta đã vào khu vực chợ hoa rồi. Rất là nhiều hoa luôn. Chỗ đây người ta cắm hoa rất đẹp. Mọi người đã đi mua hoa rồi. Trong đây là có cả bác sĩ nữa đó, nên là mua về để bán luôn á cô chú chị. Happy Valentine Day 14 tháng 2, nhận gói hoa. Sứ sành à, quá đẹp luôn, quá nhiều hoa luôn. Theo cô chú anh chị thì Valentine này chúng ta tặng hoa với chúng ta tặng tiền thì tặng vàng thì chị em phụ nữ thích cái nào hơn? Tôi chú chị cho em biết ý kiến. Giữa hoa hồng và vàng thì phụ nữ sẽ thích cái nào hơn? Chắc chắn là sẽ có người trả lời là thích cả hai. Tặng được cả hai thì càng tốt. Nhưng mà nếu tặng hoa với tặng vàng thì thích cái nào hơn? Em nghĩ mà nếu mà mới yêu và những cô gái nào mà yêu thích sự lãng mạn thì sẽ thích hoa hơn. Còn yêu lâu rồi hoặc là làm vợ rồi, hoặc là những cô gái nào có cái niềm đam mê với kim loại quý thì sẽ thích vàng hơn. Rồi ra đây hết rồi, ra đây là đường Hùng Vương rồi. Chúng ta quay lại thôi, quay lại một lần nữa xem coi những cái bông hoa đẹp như thế nào. Ồ, quá đẹp luôn. Rất là đẹp. Ồ, có hồng mà. Có bông hồng Ecuador nữa. Chạy vô đây em thèm cà phê sữa đá quá ta. Chắc kiếm ly cà phê sữa đá uống quá. Hai đi tới.
trong là hoa sỉ, cho bé xíu quanh. Mà sáng em ăn sáng rồi, tiếng nhìn xíu quanh cũng ngon. Chưa biết. Xong rồi, kết thúc rồi cô chú anh chị. Vậy là chúng ta đã kết thúc chuyến đi ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ. Cảm ơn mọi người đã xem video clip này. Chúc mọi người có một tình yêu rất là đẹp, một tình yêu viên mãn. Hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo. Xin trân trọng kính chào ạ.